Y chỉ để nói vậy thôi sao? Phải. Không phải là để nói, mà là em cầu xin anh. Anh hãy nghĩ cho em đi anh hai. Anh vẫn luôn nghĩ cho em. Mấy chục năm nay anh vẫn luôn nghĩ cho em. Nhưng tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh lại bước vào gia đình đó? Trong khi anh cũng biết là em sắp làm rể của gia đình đó rồi mà. Anh có quyền làm vậy mà. Em có cuộc sống của em, anh cũng có cuộc sống của anh. Anh đâu có cướp giật gì của em đâu. Nhưng em nói với họ em là con một. Bây giờ anh bước vào gia đình đó, trước sau gì họ cũng biết hai chúng ta là anh em thôi. Anh hai à, lúc đó em sẽ mất tất cả anh hai. Em mất hết tất cả anh có hiểu không? Minh à, vì cái gì? Rốt cuộc thì anh đã làm sai điều gì mà cho tới giờ phút này em vẫn từ bỏ anh? Từ bỏ hết những gì tốt đẹp mà anh từng cố gắng xây dựng phấn đấu hả? Anh nhìn mà không thấy sao? Tiền tài, danh vọng, địa vị, tất cả em đã chạm tay vào đó hết rồi. Vì vậy em xin anh, em xin anh hãy tránh xa ngôi nhà đó đi. Sau này em xin hứa, em hứa là em sẽ lo cho anh đầy đủ, không thiếu món gì hết anh hai à. Anh đã hy sinh cho em cả cuộc đời, trước đây và sau này, thì bất cứ thứ gì anh cũng có thể hy sinh cho em. Nhưng riêng yêu cầu vô lý này của em thì anh không thể chấp nhận. Bởi đây là việc em gây ra thì em phải tự gánh lấy. Anh có cuộc sống của anh, anh muốn yêu thương Nhật Linh bằng chính trái tim của mình, chứ không phải là anh ham muốn của cải gia sản nhà đó nha em. Em và anh khác nhau chỗ đó, nên em yên tâm. Anh không phải dựa vào chuyện này mà giành gia sản địa vị gì của em đâu. Em đã nói hết lời, nhưng mà anh vẫn không chịu nghe. Sau này nếu có chuyện gì thì đừng có trách thằng em này. Đó là cách em chọn để giải quyết vấn đề của em. Anh tôn trọng em. Tuy nhiên, em không có quyền bắt anh sống như em muốn. Anh có cuộc sống của anh. Anh chỉ nói một lần cuối này mà thôi. Anh còn có cuộc sống của riêng anh nữa. Hôm nay á, không biết là ba định ăn gì mà gọi em với anh đi gấp vậy? Thì chút nữa sẽ biết thôi. Ủa à, ba gọi em với anh Hào đi ăn, chắc là anh chị đi chung luôn chứ? Em không bận thì đi ăn với ba với lại Diệt Linh đi. Anh có việc cần giải quyết rồi, anh đi trước nha. Sao mà đi nhanh như ma đuổi vậy? Thôi hai đứa đi đi. Ủa, hai người này bị gì vậy? Hai người này kỳ thiệt. Thôi mình đi. Hù. Anh, sao ngồi ở đây một mình buồn vậy? Anh suy nghĩ hoài mà nghĩ không được. Chuyện gì? Thì còn chuyện gì nữa? Lại chuyện ông Minh với bà Lan nữa chứ gì. Mà anh suy nghĩ cái gì nữa chứ? Thì anh không biết là mình có nên nói ra sự thật trong ngày đám cưới hay không. Nên chứ sao không nên? Anh chờ đợi cái ngày này đã lâu lắm rồi. Thì đúng là như vậy. Nhưng mà anh nghĩ tới bác Khang và Nguyễn Lan, anh lại không nỡ. Anh còn yêu bà Lan chứ gì. Tầm bậy tầm bạ, ở đâu ra chuyện đó? Chứ còn gì nữa. Dù sao đi nữa thì họ cũng đều vô tội thôi. Mình làm như vậy thì anh thấy nó. Nhưng mà anh cũng tìm đủ mọi cách để cảnh báo với họ rồi. Tại họ không nghe thì thôi chứ. Bây giờ mình còn cách nào khác nữa đâu. Thì chính vì điều đó mà anh mới suy nghĩ. Mình suy nghĩ coi là mình còn cách nào khác để giải quyết được hay không. Con chỉ có nhiêu đây để giúp cô. Cô nhận giùm con. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Bữa nay mà không có cô, tôi còn không biết giải quyết chuyện này ra sao nữa. Dạ không có gì đâu cô. Con cũng đâu có giúp được gì nhiều cho cô đâu, chỉ có chút tấm lòng thôi. Tôi cũng cảm ơn cô nhiều lắm đó chứ. Ủa,
cô Tâm làm gì mà thiếu 50 triệu luôn. Đưa vào trong, xét nghiệm máu. Con, vợ truyền bỏ cho bệnh con nhân ơi. Dạ, dạ. Con ơi, xin lỗi, người nhà không được vô. Thì tôi vợ với con tôi đi cô. Như chúng ta đã thấy thì phổi của nạn nhân có dấu hiệu không được tốt. Mọi người hãy xem lại tất cả các chỉ số, xem như thế nào, cảm thấy có hợp lý hay không, chúng ta tiến hành phẫu thuật liền. Sao, được chưa? À, được rồi. Rồi, mình đi. Con chuẩn bị thật kỹ nha. Dạ. Tôi cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã hỗ trợ tôi trong ca phẫu thuật này. Dạ, chào bác sĩ. Thôi mình đi. Vô phòng gặp tôi. Con ngồi chơi uống nước nha. Dạ. Để cô lấy nước cho con uống. À, dạ thôi được rồi. Thôi, cô ngồi đây luôn đi, con nói chuyện với cô chút xíu. Kim cô có chuyện gì không? Dạ bữa nay con có chút chuyện muốn hỏi cô. Cô có biết cô nào tên Giàu không? À bà Giàu hả? Cô còn xa lạ vậy bả nữa. Sao, có chuyện gì không? Dạ, tại vì cô này vừa làm đơn khởi kiện cô, nói cô là thiếu nợ cổ 50 triệu. Trời ơi con ơi, cái chuyện này nó dài dòng lắm. Cô có nợ bả đâu. Con nhìn cô đi, làm đủ ăn đủ sống à. Cô đâu có khả năng trả, làm gì dám mượn bả 50 triệu. Làm gì có. Ủa? Chuyện đó con. Vậy là cổ làm đơn kiện không đúng hả cô? Cô không có nợ tiền cổ hả? Chuyện nó là vậy nè. Cô có cầm tiền của bả, nhưng mà bả đưa tiền cô là với một điều kiện giống như là cho bả xài chồng ké với cô vậy mà. Ừ, hả? 4 năm trước á, bả có gian díu với chồng cô. Cô đánh ghen hoài mệt quá, cô mới nói chơi chơi với bả. Giờ muốn xài chồng chung đúng không? Đưa tôi 50 triệu đây, tôi cho xài chồng chung. Cô tưởng nói chơi, ai ngờ bả đưa thiệt. Bả đưa thiệt thì cô lấy, phải không con? Tội gì không lấy. Lúc đó cô đang túng thiếu nữa. Trời, có chuyện này luôn á hả cô? Lúc mà bà đưa tiền cô xong á, cái bà dẫn chồng cô về bên nhà bà, sống với bà cũng mấy năm á, chỉ có năm nay á là cái hai người cãi lộn hoài à, không có mặn mà nữa. Cái ông về ông thăm cô hoài à. Cái giờ bà dở quẻ, bà đòi cô 50 triệu, tiền đâu cô trả? Tiền đó là tiền bà xài chồng cô, coi như tiền đó bà phải trả cho cô chứ. Đúng không con? Nhưng mà chú hứa là trả cho cổ đúng không cô? Ổng hứa với bà thì ổng trả, chứ cô không trả. Qua đây rồi là biết tay cô. Con cứ nghĩ đi, có người đàn bà nào để yên cho xài chồng mình bao nhiêu năm vậy không? Bà xài chồng cô, coi như tiền đó là tiền của cô, giờ cô không có trả. Trời, đó là bệnh nhân cấp cứu,
Lúc đó anh không có mặt ở đó. Nếu như mà đợi báo cáo cho anh thì bệnh nhân không thể nào cứu chữa kịp nữa. Tại sao không liên lạc với tôi? Tôi có gì không được? Là một bác sĩ, cứu bệnh nhân là việc trước tiên, chứ không phải là nghĩ đến mình có chức vụ cao hay là thấp, hoặc là quyền hạn của mình tới đâu. Quan trọng là mình biết khả năng của mình ở đâu để cứu bệnh nhân mà thôi. Không cần phải dạy đời tôi. Tôi là một bác sĩ, cho nên tôi biết một bác sĩ cần phải làm những gì. Tôi nói thiệt với anh, nếu như tôi là chủ của bệnh viện này thì anh là người đầu tiên bước chân ra khỏi cái bệnh viện này. Một người không có lương tâm và dùng mọi thủ đoạn để đạt được tham vọng của mình sẽ không bao giờ có ngày đó đâu. Để rồi xem, không đợi tới ngày tao quản lý cái bệnh viện này, tao mới loại bỏ mày ra khỏi cuộc đời của tao. Ủa anh, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà ngồi cười một mình vậy? Trời ơi, em có cái chuyện này em không thể tin nổi luôn á, mà xảy ra trên đời nữa. Gì vậy? Kể anh nghe coi. Trời, không lẽ cứ ngồi cười vậy hoài sao? Anh có nhớ cái vụ kiện mà bà Giàu kiện bà Tâm đòi 50 triệu không? Sao? Cái số tiền đó thực ra không phải bà Tâm nợ bà Giàu, mà là bà Giàu trả số tiền đó cho bà Tâm để xài ké chồng. Bây giờ hết mặn nồng rồi mới quay qua đòi ngược lại. Hả? Trời ơi, em đừng có giỡn nha. Xài chung chồng hả? Thì đó, em đâu có giỡn đâu, là sự thật đó. Trời. Bây giờ em đau đầu quá, em không biết phải giải quyết sao đây nè. Trời đất ơi, chuyện gì cũng có thể xảy ra trên đời này hả trời? Mà em định giải quyết làm sao? Anh nghĩ là trước hết á, nên giảng hòa đôi bên trước đi, chứ để cái chuyện này mà đem ra xét xử hả, cả hội đồng cười no luôn á. Thì em cũng đang định vậy đó, mà anh chưa biết đâu, có nhiều vụ án á hả, thẩm phán không biết giải quyết sao luôn á. Rồi anh tính giải quyết làm sao? Thì bây giờ là em tính là cho hai người đó tự nói chuyện trước với nhau. Nếu mà họ giải quyết cái tình không được á, thì mình mới được cái lý ra để nói chuyện. Hết nói nổi. Anh uống gì đi? Cà phê. Anh ơi, cho em ly cà phê. Dạ. Đám cưới chuyển Lan, em làm phụ dâu, anh làm phụ rể nha. Không được đâu. Phụ rể thì phải là bạn của chú rể, trẻ đẹp hơn anh. Anh thì đâu có phù hợp, anh không làm được đâu. Thôi được rồi, nhưng mà dù sao á, bữa đó anh cũng không được vắng mặt. Để em còn dắt anh đi giới thiệu với họ hàng nữa đó. Anh sao vậy? Bộ có chuyện gì nữa hả anh? Chứ sao vậy? Anh nghĩ là chuyện của bác sĩ Minh, mình nên giải quyết dứt điểm, tránh đêm dài lắm mộng em à. Em tưởng là mình đã thỏa thuận sẽ làm chuyện đó ngay ngày đám cưới của Minh sao? Khi đó trước họ hàng đông đúc, hắn mới nhục nhã đến tột cùng, như vậy mới hả dạ những gì mà hắn ta đã làm cho mình trước đây chứ. Theo anh nghĩ, mình nên cho gia đình Nguyễn Lan biết được sự thật trước ngày cưới. Dù sao đi nữa thì giám đốc Khang cũng đang bệnh, sốc ngày đám cưới làm sao mà không vượt qua được. Với lại giám đốc Khang cũng là một người tốt mà. Nếu mà anh tính vậy thì em cũng đồng ý với anh. Cô à, con đã làm việc với bên bị đơn. Thì cô Tâm nói chính cô đã đưa cho cô Tâm số tiền đó, mục đích là để cho cô Tâm đồng ý và cho cô sống chung nhà với chồng cô ấy trong suốt 3 năm. Vậy có đúng không cô? Đúng. Lúc mượn á, có giấy tờ đàng hoàng, cô cứ cãi theo ý của tôi như vậy đi. Cái gì cũng có bằng chứng hết á.
Dạ. Cái lý thì mình nói sau đi. Nhưng mà cái tình thế này, dẫu sao thì đó là vợ chồng nhà người ta, mà cô lại chung sống với chồng người ta như vậy. Đàn bà dễ gì họ chịu, nhưng mà vì họ quá khó khăn, họ quá ngặt nghèo, cho nên họ lỡ nhận tiền rồi thì họ cắn răng mà chịu. Nếu ra tòa, hai bên sẽ khai hết toàn bộ, sẽ không có ai đẹp mặt đâu cô. Tôi không biết, tôi chỉ muốn cô á lấy cho được số tiền đó lại cho tôi. Mà nè, tôi thuê cô á là để cho cô cãi cho tôi thắng vụ kiện này, chứ không phải tôi thuê cô để cô giải đời tôi. Dạ, con đâu dám giải đời cô, nhưng mà con đang đưa ra hướng tốt nhất. Nếu như mà xét về lý á, theo luật hôn nhân gia đình, khi cô chung sống trái phép với người đã có gia đình thì mức nhẹ là xử phạt hành chính, còn nặng là đi tù. Hơn nữa cô còn một đứa con trai. Chưa kể bây giờ, nếu tin tức này mà lan truyền trên báo mạng thì tốc độ người xem sẽ rất cao. Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của cô và con trai cô. Nãy giờ con đã nói cho cô biết trước những hậu quả, để cô lường trước. Nếu như mà cô vẫn nhất quyết ra tòa đòi 50 triệu đó. Vậy bây giờ á, theo ý cô á, tôi phải làm sao? Cái này thì theo con nghĩ á, là cô và bên cô Tâm sẽ tự thỏa thuận với nhau trong hòa thuận, tránh mâu thuẫn không cần thiết giữa hai bên. Mẹ, mẹ nhiều vô đi. Sao mẹ ăn ít vậy? Mẹ phải ăn nhiều mới có sức khỏe, mới tổ chức đám cưới cho con. Rồi còn đứa con dâu của mẹ về nữa. Mẹ ăn đủ rồi, con ăn đi, gấp cho Yển Lan nữa kìa. Dạ, con cảm ơn mẹ, nãy giờ con ăn nhiều rồi. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi anh, con nghe điện thoại một chút nha. Con à, con định cưới xong rồi ở đâu? Hay là mua một căn hộ gần bệnh viện để tiện đi lại? Chuyện đó bà không cần quan tâm. Bà chỉ cần làm đúng vai trò của bà trước mặt vợ tôi và gia đình bên vợ bà thôi. Con à, con định giận mẹ tới bao giờ vậy? Bà là người dân, tôi không đủ tư cách để giận bà. Tôi mong bà đừng hỏi tôi như vậy, khiến tôi phải thất lễ với bà. Alo, anh nghe cho kỹ đây. Tôi đã có đầy đủ bằng chứng để vạch mặt anh. Cả cái chết của mày anh cũng có nhân chứng. Nếu anh muốn dừng lại thì quỷ hôn còn kịp, nếu không tất cả sẽ mất hết. Tôi cho anh một ngày để suy nghĩ. Con à, con, con à. Thằng khốn, tao sẽ không để cho mày có cơ hội phá khủng những tâm huyết mà tao đã gây dựng thời gian qua đâu. Những ngày cản đường tao đều phải trả giá đắt. Con có bị làm sao không con? Bà ở đây đi. Con à, gần đây con ở gần thằng Minh nhiều, con có thấy thằng Minh nó bệnh gì mà không chịu đi chữa trị vậy hả con? Dạ không, anh Minh nó bình thường mà mẹ. Sao vậy mẹ? Tại vì mẹ ở xa nó một thời gian, mẹ sợ nó có căn bệnh nào đó mà điều trị không kịp. Mẹ ơi, chắc tại vì mẹ thương ảnh quá rồi, mẹ quên con của mẹ là bác sĩ hả? Với lại bệnh viện của con á là 6 tháng phải đi khám định kỳ một lần, cho nên nếu ảnh mà có bị gì á là con biết liền à. Ừ, vậy con nhớ coi chừng kỹ nó giùm mẹ nha. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm. Mẹ ăn no chưa? Mẹ no rồi, thôi con cứ dạ. Ăn tiếp đi. Nè con. Dạ con chào ba. Ba. Hai đứa đi chơi về hả? Dạ. Ba. Ủa, mua cái gì mà lỉnh kỉnh vậy con? Hả? Dạ, anh mình có mua cho ba một ít nhân sâm đây nè. Ừ, mày đặt chi vậy? Ba khỏe mà mua làm chi cho tốn tiền vậy con? Dạ không có gì đâu ba. Anh mình anh có lòng mà, anh nói là ba lo lắng nhiều cho đám cưới của tụi con. Cho nên ba phải giữ gìn sức khỏe. Ba cảm ơn hai đứa nghe. Ba, con đi lên phòng một chút, anh ở lại đây nói chuyện với ba nha. Ừ.
Ây chà, mua chi nhiều quá vậy không biết nữa. Qua đi con, qua đây. À, hai đứa tụi bay chuẩn bị cái chuyện đám cưới tới đâu rồi? Dạ xong hết rồi ba, chỉ chờ tới ngày thôi. Nè, ba hỏi thiệt nghe. Dạ. Con thấy hồi hộp không? Con có thấy trong bụng mình nôn lên không? Tụi bay không biết làm sao chứ hồi ba chuẩn bị cưới vợ, ta nói ngủ không được luôn á. Vậy hả ba? Thật ra thì cũng có. Vậy không? Dạ. Vậy á. Ủa, điện thoại của nó reo nè, con đem lên trển cho nó đi nè. Dạ. Anh giữ bằng chứng về sự thật của mình. Mình hẹn nhau đi. Tao sẽ không để mày phá hỏng tất cả những thứ tao đang có đâu. Em để quên túi sách ở dưới phòng khách, ba em kêu anh đưa lên cho em đó. Em cảm ơn anh. Vô nghỉ ngơi đi, anh dạ. Xuống nói chuyện với ba. Anh Hảo, cứu tôi, cứu tôi đi. Tôi sẽ cho anh biết người giết chết mẹ anh là ai. Cứu tôi, cứu tôi. Sao bà lại đến đây? Mẹ đến thăm con mà. Nếu chỉ có như vậy thôi thì bà cũng nhìn thấy rồi đó. Tôi vẫn sống khỏe, sống ổn và sống rất tốt. Chào bà. À, Hào, khoan đã. Mẹ muốn hỏi gì thằng Minh? Có phải nó đang bệnh không con? Tại sao bà lại hỏi vậy? Mà có đúng vậy không con? Có phải là bà đã nhìn thấy ở nó có điều gì lạ không? À, đúng rồi. Mỗi khi nó giận là tay phải của nó hơi run. Mà nó cố gắng nó giấu, nhưng mà nghĩ nó đang bị một chứng bệnh nào đó. Bà có biết đó chính là hậu quả do bà gây ra hay không? Nếu bà không bỏ đi thì nó có thể sống bình thường như bao người khác rồi. Chuyện là làm sao? Con phải nói cho mẹ nghe đi, mẹ muốn biết. Bây giờ mà bà có biết thì cũng đâu có thay đổi được quá khứ đâu. Bây giờ mọi thứ đã trở nên quá sức tồi tệ, nhất là chuyện bà trở về. Mẹ biết, mẹ biết mình sai rồi. Nhưng mà em con nó bệnh gì, mẹ cần phải chữa cho nó con à. Nếu trong nước chữa không được thì mẹ sẽ đưa nó ra nước ngoài. Phải cứu nó con à. Chứ bàn tay của nó như vậy, nó lại là một bác sĩ. Bàn tay nó như vậy thì làm sao nó cầm dao mổ được hả con? Tương lai nó sẽ mất hết, con hiểu không con? Hồi đó nó giận bạn nó trêu chọc vì nó là một đứa mồ côi. Vì chịu quá nhiều sự trêu chọc nên nó mới rượt đánh đám bạn,
và một trong đám bạn đó đã chết. Vì quá sợ hãi nên mới sốt ly bì, rồi sau đó mới phát hiện bị liệt mất cánh tay phải. Cũng may nhờ có chú Tư hàng xóm, ổng thương, ổng chăm cứu một thời gian dài cho nên nó mới cử động lại được. Nhưng nó không khỏi hoàn toàn. Mỗi khi thần kinh nó bị kích động là cánh tay nó lại bị tái phát. Mẹ sai rồi, tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ sai rồi. Nó từng bị trầm cảm rất nặng, một đứa trẻ mồ côi lại bị chính mẹ ruột của mình dứt bỏ thì thiên hạ làm sao thương cho được chứ, không dè biểu trêu chọc chứ. Tôi thật sự không hiểu hai anh em tôi có lỗi gì khi phải mang trong người một kiếp nạn là bị mọi người xua đuổi như vậy, phải sống một cuộc đời nghiệt ngã như vậy. Mẹ đã rất hối hận khi ra đi, khi trở về thì tìm tụi con không được. Mẹ đã tốn rất nhiều thời gian mới tìm thấy hai anh em con, nhưng mà mẹ luôn hy vọng là hai anh em con sống yên ổn, tụi con có thể đứng vững được như cây như cỏ trên thế gian này. Nhưng mà tụi tôi là cỏ dại, mà bây giờ cỏ dại thì đâu có quyền sống. Người ta có thể thoải mái giẫm đạp và có thể giết chết bất cứ lúc nào. Một người mẹ vô trách nhiệm sinh con ra rồi bỏ con giống như là cây cỏ. Trên đời này có lẽ tôi chỉ nhìn thấy có một mình bà thôi.